Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục hộp thư truyền hình được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần, và trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài xác minh đơn thư công dân Nguyễn Ngọc Bích, thôn Như Thượng Phượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Cuối chuyên mục là thông báo nhận đơn thư công dân, bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Ngọc Bích, thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Nội dung đơn thư công dân đề nghị về việc gia đình thiếu 238m2 đất nông nghiệp và phản ánh việc Ủy ban nhân dân xã Long Hưng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Theo dấu đơn thư công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đi tìm hiểu sự việc và có phản ánh sau. Cùng làm việc với công dân Nguyễn Ngọc Bích có bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hưng, và ông Vũ Việt Cường, công chức địa chính xã. Ông Bích cho biết, năm 2002, thực hiện chính sách dồn thừa đổi ruộng, gia đình ông có 6 định xuất và diện tích được giao là 998,4m2 đất. Đến tháng 9 năm 2004, gia đình nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ còn 760m2, thiếu 238m2. Nhà tôi chưa dồn thừa vẫn 6 khẩu, một cái diện tích được 998m2. 2 năm sau chúng tôi sản xuất coi ổn định, nhận đủ. Thế mà đến khi cấp giấy chứng nhận đến 2004 thì lại là thiếu mất 238m2 diện tích. Sau dồn thừa đổi ruộng, mặc dù biết diện tích đất bị thiếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng gia đình ông Bích không đến Ủy ban nhân dân xã đề nghị khiếu nại chỉnh lý. Lúc đó là tôi là phó thôn, phó bí thư chi bộ, thì chúng tôi đã có ý kiến trước nhân dân và trước các hội nghị là đề nghị các gia đình ấy là nhận sổ đỏ về là kiểm tra cái việc cái là diện tích nhân khẩu mét vuông trong cái thời gian là một năm hai vụ, có sai sót hoặc là thiếu thừa cái gì là phải có ý kiến ngay để là thôn ấy là báo cáo về xã điều chỉnh. Không có ý kiến gì. Ủy ban nhân dân xã Long Hưng thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Dream City trên địa bàn xã, trong đó có thu hồi diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, và sau khi chi trả xong tiền đền bù, gia đình ông Bích mới có đơn kiến nghị. Từ năm 2004 sau khi dồn thừa ruộng thì gia đình được cấp giấy nhận. Thì từ năm 2004 đến năm 2019 là 15 năm, thì gia đình cũng không có ý kiến gì về việc thừa thiếu ruộng. Đến khi mà chi trả xong, thực hiện cái việc chi trả xong cho các hộ gia đình, thì gia đình ông Bích mới ý kiến cái việc thừa thiếu ruộng. Cuối năm 2021, sau khi nhận được kiến nghị của gia đình ông Bích về việc giải quyết tranh chấp đất nông nghiệp với hộ ông Nguyễn Ngọc Long cùng thôn, Ủy ban nhân dân xã Long Hưng đã xác minh và được biết thực hiện dồn thừa đổi ruộng thôn Như Phượng Thượng, chia ruộng theo nhóm chứ không chia chi tiết cho từng hộ gia đình. Tại dây lô 4 có hộ gia đình ông Bích, hộ gia đình ông Long. Qua xác minh, hộ gia đình ông Bích diện tích giảm 238m2 và hộ ông Long diện tích tăng 238m2. Năm 2004, cả hai hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến khi xã Long Hưng thu hồi đất, thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Dream City. Và đã chi trả xong tiền cho các gia đình, thì gia đình ông Bích mới có ý kiến về việc thiếu diện tích. Địa phương cũng đã nhiều lần hòa giải giữa hai hộ gia đình, song không thành. Và đến thời điểm mà chúng tôi kiểm tra thì đều khẳng định là nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho hai hộ gia đình. Thế nhưng mà liên quan đến việc thừa thiếu thì đến thời điểm này sau khi chúng tôi đã làm việc xác minh thì đều không xác định được là cái nguyên nhân thời điểm tại sao của nhà bác Bích thiếu 238m2. Thì cũng không có cái căn cứ nào để chứng minh là các bác ấy chia nhầm hay là có sự giao dịch mua bán chuyển nhượng, không chứng minh được cái việc đấy. Thì đến thời điểm này thì xã cũng đã làm tất cả các bước và cũng đã có một buổi mời bác Bích ra để hướng dẫn bác ấy các cái quy trình thủ tục đến tòa để mà hướng dẫn các cái bước tiếp theo để bác ấy có ý kiến về cái diện tích thừa thiếu. Từ nội dung đơn, kết quả kiểm tra xác minh cho thấy, giữa các hộ ông Nguyễn Ngọc Long và Nguyễn Ngọc Bích đang có tranh chấp về đất và tài sản trên đất. Thửa đất của cả hai ông đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận. Căn cứ khoản 1, điều 203 Luật Đất đai về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Vậy ông Bích gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Văn Giang để giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Đỗ Thị Lý, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Đơn thư của công dân Nguyễn Thị Tuyết, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đơn thư 5 hộ dân thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.